Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh YouTube của chúng tôi. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Ngày 15 tháng 1, trả lời phỏng vấn báo Ulasin của Ba Lan, ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tuyên bố, Ukraine và Ba Lan nên bắt đầu một cuộc đối thoại thực sự về cách thức giải quyết các vấn đề song phương trên con đường đến với EU, nhằm ngăn ngừa các cuộc khủng hoảng như việc phong tỏa biên giới hay khủng hoảng ngũ cốc hai bên cần ngăn chặn không để những tình huống như vậy trở thành rắc rối và giải quyết các tình huống đó một cách nhanh chóng và thân thiện, vì cả Ukraine và Ba Lan đã thất bại trong việc ngăn chặn điều đó xảy ra. Nhấn mạnh việc Kiev và Sava cần bắt đầu nghĩ đến một liên minh trong EU và cần cố gắng đạt được điều đó, nhà ngoại giao Ukraine giải thích nước này và Ba Lan sẽ là những bên rất mạnh và sẽ giúp nhau trở nên mạnh mẽ hơn. Ông Kuleba nói rõ, liên minh đó không cần chơi trò cân bằng với liên minh Pháp-Đức hay bất cứ liên minh nào khác trong EU. Theo ông, với liên minh Ukraine-Ba Lan trong EU, lần đầu tiên trong lịch sử toàn bộ châu Âu, từ Lisbon đến Kiev, sẽ có sự thống nhất, trong khi Kiev và Warsaw là một phần của dự án vĩ đại đó với vai trò riêng. Trong một diễn biến khác liên quan tình hình Ukraine, ngày 16 tháng 1, tờ Financial Times dẫn lời ba nguồn thạo tin trong Liên minh châu Âu EU cho biết, Brussels đang tiến hành kiểm tra vũ khí do các quốc gia thành viên cung cấp cho Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu kế hoạch quân sự. Động thái này diễn ra trong bối cảnh có những cáo buộc cho rằng một số quốc gia đã gửi ít vũ khí hơn tới Kiev. Cuộc kiểm toán được cơ quan hành động đối ngoại EEAS của EU triển khai và có kế hoạch báo cáo kết quả trước hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo EU vào ngày 1 tháng 2 tới. EEAS đã vấp phải sự phản đối từ một số quốc gia không sẵn sàng cung cấp số liệu đầy đủ theo yêu cầu của cơ quan này. Trong năm 2024, ưu tiên hàng đầu của chính phủ Ukraine là chấm dứt xung đột với Nga, trong khi giành lại quyền kiểm soát càng nhiều lãnh thổ càng tốt. Theo bình luận của Luigi Leonardo, giảng viên luật EU tại Đại học Core Island trên tạp chí quốc phòng Anh ukdefencejournal org uk Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ chỉ ngừng chiến đấu khi giành lại được đường biên giới trước năm 2014, trong đó có Crimea. Mục tiêu này rất khó xảy ra vào năm 2024. Nhưng nếu muốn có hy vọng đạt được điều đó, Ukraine sẽ cần sự giúp đỡ từ các đối tác châu Âu. Những đối tác chính là EU, vốn thường thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Kiev với một số ngoại lệ đáng chú ý và Anh. Sự giúp đỡ có thể sẽ được thực hiện dưới ba hình thức. Thứ nhất, hỗ trợ quân sự, thứ hai, hỗ trợ kinh tế, thứ ba, hỗ trợ chính trị. Đây là nền tảng tư tưởng của hai hình thức hỗ trợ còn lại. Việc tác động đến dư luận cũng cần thiết. Đối với Kiev, điều quan trọng là dư luận ở châu Âu vẫn ủng hộ họ mạnh mẽ để các nhà lãnh đạo có động lực đứng về phía Ukraine. Hỗ trợ chính trị có thể đến dưới hình thức tuyên bố công khai. Đây là những hành động cho thấy rằng, sau hai năm xung đột, cam kết của các đối tác châu Âu đối với Ukraine vẫn mạnh mẽ, bất chấp tổn thất kinh tế, vấn đề bầu cử, chuyển sự chú ý của quốc tế sang cuộc xung đột giữa Israel và Hamas, cũng như sự mất đoàn kết giữa các nhà lãnh đạo châu Âu. Một quyết định mang tính biểu tượng quan trọng khác là việc EU quyết định chính thức mở các cuộc đàm phán về tư cách thành viên với Kiev. Nhưng ở giai đoạn này, nó phần lớn chỉ mang tính biểu tượng vì quá trình gia nhập thường mất gần một thập kỷ. Trong năm 2024, sẽ có ba cuộc bầu cử có khả năng dẫn đến những thay đổi. Cuộc bầu cử Tổng thống ở Nga vào tháng 3, cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào tháng 5 và cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11. Cho đến nay, Mỹ và EU là những nước ủng hộ Ukraine có ảnh hưởng nhất, nhưng những thay đổi trong bầu cử có thể đồng nghĩa với một chính sách khác. Anh cũng có khả năng sẽ tổ chức một cuộc tổng tuyển cử, nhưng cả hai đảng chính dường như đều cam kết tiếp tục viện trợ. Viện trợ quân sự có vẻ sẽ không bị ảnh hưởng ít nhất cho đến cuộc bầu cử châu Âu. Đa số các quốc gia châu Âu đều muốn ngăn chặn Nga tiến sâu hơn vào Ukraine. Cho đến nay, điều này đã lấn át các tranh cãi chính trị. Mặc dù một số nhân vật phản đối cho rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine chỉ kéo dài xung đột và làm trầm trọng thêm tình trạng bất ổn. Ngoại trừ chính phủ Ba Lan trước đây, chính phủ mới của Slovakia và Hungary không có chính phủ thành viên EU nào khác tuyên bố sẽ dừng hoặc đang xem xét dừng việc bán hoặc viện trợ vũ khí cho Ukraine. Điều này có thể sẽ tiếp tục ngay cả khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại nắm quyền và tuyên bố chấm dứt hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine. Hỗ trợ tài chính liên tục từ EU cũng có vẻ khả thi. Tình hình ở Mỹ bất ổn hơn, nơi mà sự ủng hộ của lưỡng đảng dành cho Ukraine tồn tại từ đầu cuộc xung đột dường như đã bị lung lay. Tóm lại, Ukraine phải đối mặt với thách thức ghê gớm trong việc lấy lại đường biên giới như trước năm 2014. Để đạt được điều này, việc tiếp tục hỗ trợ quân sự, viện trợ kinh tế và sự ủng hộ chính trị vững chắc từ các đối tác châu Âu, đặc biệt là EU và Anh là rất quan trọng. Mặc dù khó có thể xảy ra sự thay đổi chính sách ở EU, nhưng khả năng về việc ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ vào năm 2024 mang lại nhiều điều không chắc chắn đối với Ukraine. Và đó là một trong những lo lắng lớn nhất của tổng thống Ukraine Zelensky. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Grant Saab cho biết kể từ năm 2014 đến nay, có hơn 60.000 quân Ukraine được đào tạo tại Vương quốc Anh. Ông nói, chúng tôi đã kêu gọi khoảng 10 quốc gia để giúp Ukraine huấn luyện quân nhân tại Anh. Các chương trình này đã huấn luyện được hơn 60.000 quân Ukraine kể từ khi Nga phát động cuộc xung đột ở Ukraine vào năm 2014. Năm 2014, sau khi có kết quả cuộc trưng cầu dân Ý với 96% cử tri chọn ly khai khỏi Ukraine, bán đảo Crimea trở thành một phần lãnh thổ của Nga. Ngay sau đó, Kiev và những nước ủng hộ phương Tây, bao gồm Vương quốc Anh, lên tiếng chỉ trích cuộc trưng cầu dân Ý là bất hợp pháp kể từ khi Nga bắt đầu kế hoạch quân sự vào tháng 2 năm 2022. Các nước phương Tây liên tục cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine từ đạn pháo hạng nhẹ cho đến vũ khí hạng nặng như xe tăng và máy bay phản lực. Hồi tháng 7 năm ngoái, một liên minh quốc tế đã được thành lập để đào tạo phi công Ukraine lái máy bay F-16. Dẫn đầu trong liên minh này là Đan Mạch và Hà Lan. Mới đây, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cam kết hỗ trợ quân sự 2,5 tỷ bảng Anh, tương đương 3,2 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trong 2 năm tới. Gói viện trợ lớn nhất của London kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột quân sự vào tháng 2 năm 2022. Gói viện trợ này của Anh sẽ cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm xa, vũ khí phòng không và đạn pháo, máy bay không người lái. Trong số tiền trên, Anh cũng sẽ chi 18 triệu bảng Anh, tương đương 23 triệu đô la Mỹ, viện trợ nhân đạo, cũng như hỗ trợ cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine và tài trợ cho đào tạo tiếng Anh trực tuyến. Ngoài huấn luyện quân nhân và gửi viện trợ tới Ukraine, Anh đã lên kế hoạch cử 20.000 quân nhân phục vụ trên khắp châu Âu trong cuộc tập trận lớn của NATO vào nửa đầu năm nay, cùng các tàu chiến và máy bay chiến đấu. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Grand Sharp cho hay, hôm nay tôi có thể thông báo Anh sẽ cử khoảng 20.000 quân nhân tham gia một trong những đợt tập trận quân sự lớn nhất của NATO kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh. Cụ thể, 16.000 binh sĩ quân đội Anh sẽ đóng quân ở Đông Âu từ tháng 2 đến tháng 6. Một nhóm tác chiến tàu sân bay máy bay tấn công F-35B Lightning và máy bay giám sát cũng sẽ được triển khai trong kế hoạch lần này. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Ukraine cảnh báo không còn nhiều thời gian để các nhà lập pháp Mỹ phê duyệt viện trợ bổ sung cho Ukraine, đồng thời tuyên bố rằng cái giá mà các quốc gia phương Tây phải trả sẽ lớn hơn nhiều nếu lực lượng Nga giành chiến thắng trong cuộc xung đột. Trong bài phỏng vấn của ABC News đăng tải ngày 15 tháng 1, ông Kuleba cho biết Việc cung cấp thêm tài chính và vũ khí cho Ukraine sẽ giúp Mỹ và các đồng minh NATO tránh đối đầu trực tiếp với Nga. Ông Kuleba cho hay, cho dù cái giá của việc hỗ trợ Ukraine hiện nay là bao nhiêu, thì cái giá để khắc phục tình trạng hỗn loạn trên thế giới nếu Ukraine thất bại trong cuộc xung đột sẽ cao hơn rất nhiều. Mỹ là nước viện trợ nhiều nhất cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, bao gồm viện trợ quân sự trực tiếp, gián tiếp cũng như hỗ trợ tài chính và nhân đạo cho Kiev. Mỹ đã công bố gói viện trợ vũ khí và thiết bị quân sự cuối cùng trong năm 2023 cho Ukraine với trị giá 250 triệu đô la Mỹ. Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tìm cách thúc đẩy quốc hội phê duyệt khoản viện trợ trị giá 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Tuy nhiên, các nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ chưa thông qua đề xuất vì cho rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden đang ưu tiên hỗ trợ cho Ukraine hơn là giải quyết các vấn đề trong nước như an ninh tại khu vực biên giới. ABC News lưu ý rằng các lực lượng Nga đã giành được một số lãnh thổ trong những tuần gần đây và chiếm ưu thế về hỏa lực. Tuy nhiên, ông Kuleba nói rằng những bước tiến của Nga là rất nhỏ và phủ nhận việc Nga đang giành ưu thế trên chiến trường. Ngoại trưởng Kuleba cũng bác bỏ một báo cáo vào tuần trước cho rằng một cuộc điều tra nội bộ của Lầu Năm Góc cho thấy Mỹ không theo dõi chính xác số vũ khí trị giá hơn 1 tỷ đô la Mỹ được gửi đến Ukraine. Ông Kuleba nói mọi thứ bạn trao cho chúng tôi đều được sử dụng cho mục đích tốt nhất là kết thúc cuộc xung đột này với việc Ukraine giành chiến thắng càng sớm càng tốt. Nhà ngoại giao Ukraine nhấn mạnh rằng các báo cáo về việc vũ khí do Mỹ cung cấp được chuyển từ Ukraine sang các nơi khác trên thế giới là giả mạo. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video clip mới ghi cảnh pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A tác chiến trong khuôn khổ kế hoạch quân sự tại Ukraine. Đạn pháo phản lực nhiệt áp Nga TOS-1A Sonsipiok chứa hỗn hợp thuốc nổ và nhiên liệu, nên khi phát nổ sẽ tạo ra nhiệt độ cực cao, lên tới 3.000 độ C, có khả năng thiếu đốt nhiều thứ và làm tan chảy cả loại giáp thép dày Với tốc độ bắn cấp tập và nhiệt lượng lớn như trên, TOS-1A gắn liền với biệt danh hỏa thân nhiệt áp và được xem là một trong những vũ khí thông thường có độ sát thương cao nhất trong kho vũ khí của quân đội Nga, có khả năng tạo ra bão lửa chế áp đối phương bệ phóng TOS-1A được đặt trên khung xe bánh xích. Xe chở pháo nhiệt áp TOS-1A trong clip có hai tự ống phóng. Bên trên xe lắp lồng sắt để bảo vệ xe trước các đòn đánh của thiết bị bay không người lái UAV. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố một video clip ghi cảnh hệ thống phòng không bấc M1 đánh chặn một quả tên lửa của Ukraine trên bầu trời đêm. Bộ đại thông báo rằng phòng không đã bảo vệ quân nhân Nga cũng như các địa điểm công nghiệp và hành chính trọng yếu trước các mối đe dọa trên không. Trong clip, có thể thấy tên lửa bắc lao vút lên trời đêm tạo ra một quả cầu sáng và luồng khói đen phía sau khi bắc chạm tên lửa đối phương nó đã tạo ra một vụ nổ như pháo hoa tư lệnh phòng không nga nói chúng tôi đảm nhận trách nhiệm nặng nề chúng tôi đối phó với rocket phóng loạt pháo phản lực bao gồm cả himars vào đêm giao thừa vừa qua chúng tôi đã đánh chặn tên lửa onka bắc là hệ thống phòng thủ đất đối không với khả năng đánh chặn tên lửa hành trình bom thông minh và các loại đạn bay khác cũng như bắn hạ được máy bay đối phương bao gồm cả thiết bị bay không người lái UAV. Bên cạnh đó, theo trang tin Business Insider, các cuộc tấn công bằng xe tăng diễn ra không như ý muốn với cả Nga và Ukraine vì họ không thể gây bất ngờ cho nhau. Cụ thể, ông Riley Bailey, nhà phân tích về Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ, nói với Business Insider rằng các cuộc tấn công khó có thể thành công nếu không có bất ngờ. Theo chuyên gia Bailey, điều kiện địa hình bằng phẳng và nhiều máy bay không người lái giám sát có nghĩa là bên phòng thủ có thể phát hiện rõ động thái của xe tăng. Như vậy, cả Nga và Ukraine đều không thể thực hiện thành công các cuộc tấn công bằng xe tăng với lý do rõ ràng, rất khó gây bất ngờ cho đối phương. Ông Bailey nói, rất nhiều cuộc xung đột cơ giới hóa ở một mức độ nào đó dựa trên tính bất ngờ để có thể tiến nhanh và khiến đối phương mất cảnh giác. Tất cả các dấu hiệu cho thấy dọc theo chiến tuyến hiện tại giữa Nga và Ukraine, điều đó thực sự không thể xảy ra. Một lý do là địa hình bằng phẳng ở phía đông và phía nam Ukraine do đó không có nơi nào để che giấu các phương tiện bọc thép ở một số khu vực địa hình đều bằng phẳng và hai bên có thể phát hiện ra lực lượng của đối phương ở khoảng cách hàng km một lý do khác là có rất nhiều máy bay không người lái trên bầu trời cả nga và ukraine đều phụ thuộc rất nhiều vào cả máy bay không người lái giám sát và tấn công máy bay không người lái giám sát được sử dụng để theo dõi đối phương và thường cung cấp dữ liệu nhắm mục tiêu cho pháo và các loại vũ khí tầm xa khác bản thân máy bay không người lái tấn công là vũ khí trong một số trường hợp có thể khiến xe bọc thép và xe tăng bị hư hỏng và vô hiệu hóa. Cả Nga và Ukraine đều gặp tổn thất khi sử dụng xe tăng và xe bọc thép trong chiến đấu. Việc hạn chế sử dụng phương tiện bọc thép và xe tăng, cũng như khó khăn mà cả hai bên gặp phải khi tìm cách gây bất ngờ cho đối phương, đã góp phần tạo nên thế giằng co của trận chiến, khiến không bên nào đạt được đột phá lớn. Hệ thống phòng thủ dày đặc do Nga bố trí, bao gồm các bãi mìn rộng lớn và nhiều lớp, cũng đã giúp giữ cho chiến trường luôn tĩnh lặng. Ukraine cho biết các đồng minh ở phương Tây không gửi vũ khí cần thiết để đạt được bước đột phá.